Đợt này trên TikTok thấy đang hot dần dần quán lẩu Sơn Tùng nhưng bán buffet nướng 169k, ăn thả gà phô mai và sốt trứng muối. Ê, giá nghe cũng hơi khó tin nhở, nên hôm nay mỏ khuyết như mình đây không thể nào mà bỏ qua được, phải đi kiểm chứng chất lượng thôi. Mình đến lúc 7 giờ rưỡi mà quán đông quá trời đông luôn, gần như là full hết cả bàn. Nếu mọi người muốn ăn nướng thì quán chỉ bán quầy la buffet ở tầng 1 và tầng 4 thôi nha. Tầm này thì tầng 1 ngoài trời đang mưa mất rồi nên là mình sẽ ngồi ở tầng 4, nhìn chung view khá là thoáng và không bị bí mùi. Ok, bây giờ vào vấn đề chính nè, buffet 169k ở đây sẽ có các loại thịt lợn, thịt bò nầm cơ bản và các loại hải sản như tôm, dâu mực, rồi viên thả lỏng các thứ. Nhìn sơ bộ thì mình thích nhất là bò tảng, còn xịn sò nhất thì chắc là phải kể đến phô mai, vì như mọi người đã biết phô mai mozzarella phải tầm 200.000 một cân, mà ở đây người ta cho lấy thả ga thì phải công nhận là quán cực kỳ chịu chơi luôn á. Và mọi người cũng không cần lo đến chuyện hết đồ đâu, vì ở quầy có một anh nhân viên đứng trực, mọi người cứ nhắc anh ấy refill là được ha. Bây giờ thì chúng ta ngồi vào bàn và chén thôi. Người ta đã cho sẵn hai cốc sốt me và sốt trứng muối ở đây rồi, nhưng mà mọi người muốn lấy thêm cũng là thoải mái luôn. Mình sẽ quyết bơi lên chào và làm việc em bò tảng trước, còn nấm viên thả lầu gì đó chỉ là phu du. Bò tảng ở đây thì cực kỳ dày mình nên là ăn thì đã nhưng hơi khó cắt vì lâu chín á. Giá mà người ta cắt mỏng hơn một tí thì sẽ vừa vặn hơn. Đa số các loại thịt ở quán thì không được tẩm ướp nhiều nên mọi người sẽ phải dưới thêm sốt me vào hoặc là chấm thêm ha. Mình thì thích nước chấm quất nhất tại nó chua chua ngọt ngọt dễ ăn và đỡ ngán. Bởi lẽ một khi chúng ta đã bước chân ra đường đi ăn buffet là tâm lý nó cũng phải càn quét sạch quán thì người ta mới chịu cơ. Sốt trứng muối cũng ok lắm nha, cho thêm tí phô mai vô cho béo nè, người ta có tính tiền đâu. Bản chất vị sốt cũng đậm vị trứng muối rồi, tuy nhiên mình thấy hơi thiếu độ ngọt một xíu nên vẫn chưa lấy lòng được mình. Viên thả lẩu mình ngó ngó thì thấy đậu hũ phô mai là xịn sò nhất nên mọi người cứ lựa em nó mà ăn nha. Sau khi đã khởi động sương sương với cái chảo đầu tiên rồi thì mình quyết định sẽ làm một chảo ngập ngụa phô mai luôn, ăn cho nó đã. Mà mọi người muốn rắc phô mai thì cũng phải căn thời gian đó, cho đồ vào lật mặt dưới sốt me rồi hẵng rắc nhá. Theo kinh nghiệm của mình mà cứ đảo qua đảo lại nhiều lần là cháy hết phô mai ở đáy chảo đấy. Bình thường đi ăn cứ gọi một đĩa phô mai là đi tong 20 cành, thế mà bây giờ ăn thoải mái chả phải nghĩ chả phải ngợi nó phê gì đâu. Ta nói kéo miếng thịt miếng nào miếng nấy dài tít luôn, ăn thì bao béo ngậy, ui giời, đúng là chân ái. Thẳng thắn mà nói thì đồ ở đây không phải ngon xuất sắc hay gì, nhưng tất cả đều ổn trong tầm giá. Bốn loại sốt đều đạt tầm 7 đến 8 điểm, sốt quất 9 điểm, thịt thà hải sản phô mai thả ga mà cái giá 169k không VAT là mình thấy quá chất lượng rồi. Nhân viên phục vụ cũng nhiệt tình niềm nở, mà được cái nữa là không gian quán rộng nên mọi người tụ tập bạn bè liên hoan công ty hay gì cũng tiện. Cá là quán lẩu Sơn Tùng này chắc các bạn sinh viên baking xây không có xa lạ gì rồi. Mình thì chỉ có một lời khuyên thôi là mọi người nên đến ăn buổi trưa thay vì buổi tối, vì buổi tối quán đông kinh khủng, xui xui lọ mọ đến khéo lại hết bàn chứ. Cơ mà cũng vì nhân viên nhiệt tình quá nên lại hỏi mình là thêm 30k ăn thêm lẩu thái nữa chị có dùng không ạ? Thế là mình lại làm thêm nồi lẩu nữa vậy. Topping lẩu vẫn là thịt bò, hải sản các thứ, nhưng mà tầm này thì mình cũng không thiết tha protein nữa rồi. Chỉ cần húp được miếng nước lẩu chua chua cay dịu cho xuôi bụng là ok. Lẩu thái ở đây dễ ăn, vừa miệng, ai ăn khỏe thì đảm bảo đến tăng 2 là no căng bụng. À quên kể với mọi người, hôm nay mình còn gặp cả hai chị team ở Hà Nội nữa, tình cờ ghê. Đúng là sức mạnh lan tỏa của TikTok khủng khiếp thật, quán đông thế này cơ mà. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.